giờ cho dù chú có ra yêu cầu gì chăng nữa con cũng... Dù thế nào á, tôi cũng không cho phép. Ba! Con im đi! Cậu nghe đây. Dạ. Cậu tưởng cậu nói yêu, nói thích tôi sẽ mềm lòng cho phép sao? Không đời nào, không đời nào tôi chấp nhận như này. Cậu nghe rõ chưa? Không đời nào tôi chấp nhận. Cương. Chú. Con, anh chưa đi nữa hả? Hả? Ba. Hai đứa. Con khát nước nên nhờ anh Cường thôi. Tụi con không có gì đâu ba. Hả? Dạ, con xin lỗi chú. Khốn nạn. Ba. Anh Cường không có lỗi gì đâu. Cậu biết là làm gì không ba? Mọi chuyện ở đây á là do con. Con lấy cớ bị bệnh để ép anh Cường ở đây. Nhưng mà tụi con ngủ quên mất. Còn ngoài ra tụi con không có chuyện gì đâu ba. Dạ chú, Tại con ngủ quên cho nên là chú đừng trách Hằng nha chú. Cậu xuống lầu nói chuyện với tôi. Con đi nữa. Ở lại. Ý cậu là cậu giả Tú thay nó hẹn hò với Hằng, hù nhau nó dối con gái tôi phải không? Dạ con xin lỗi chú. Tôi tưởng Hằng quen Tú, gặp người thích hợp với nó, ai dè từ đầu đến đuôi đều là cậu hết. Hằng nó biết cậu nói dối, thậm chí còn làm tài xế cho tôi mà nó vẫn chấp nhận à? Dạ không. Lúc đầu Hằng giận con lắm chú. Rồi tụi con có chia tay nhau khoảng thời gian á. Nhưng mà khoảng thời gian tụi con chia tay nhau thì mới nhận ra tình cảm dành cho nhau. Lúc đó Hằng mới chấp nhận con. Chú Phát à, con biết con nói dối chú là con sai. Nhưng mà con thiệt lòng yêu Hằng á chú. Lúc mà con chia tay Hằng con đau khổ dữ lắm chú. Cậu đau khổ, cậu khổ sở vì không quay được con gái nhà giàu chứ gì. Không phải đâu ba. Ba ơi, không phải như vậy đâu. Là con tìm ảnh trước, ảnh không có níu kéo gì con hết á. Là con sống không có thiếu ảnh được. Dạ chú Phái, không phải đâu chú ơi. Tất cả lỗi tại con á, chú đừng trách Hằng nha chú. Không phải, lỗi là tại em. Anh đã cố cắt đứt mọi liên lạc với em rồi, nhưng em vẫn cố bám lấy anh mà. Hằng, con về phòng cho ba. Con xin lỗi. Con về phòng. Hằng. Dạ chú. Bây giờ cậu tính sao? Vẫn qua lại với con gái tôi hả? Chú Phát à, con biết là con không có xứng đáng với Hằng, nhưng mà con yêu Hằng thiệt lòng chú. Con hứa với chú là con sẽ cố gắng. Con chỉ mong là chú cho phép con với Hằng quen nhau thôi. Giờ cho dù chú có ra yêu cầu gì chăng nữa con cũng... Dù thế nào á, tôi cũng không cho phép. Ba. Con im đi. Cậu nghe đây. Dạ. Cậu tưởng cậu nói yêu, nói thích tôi sẽ mềm lòng cho phép sao? Không đời nào, không đời nào tôi chấp nhận như này. Cậu nghe rõ chưa? Không đời nào tôi chấp nhận. Ba. Dạ chú. Từ giờ cậu bị sa thải, cậu đi ra khỏi nhà tôi mau. Ba đừng làm như vậy mà. Ba. Ba kêu con lên phòng rồi mà. Nhưng mà ba làm như vậy con không có đồng ý. Ai cho con có ý kiến đồng ý hay không đồng ý hả? Nhưng mà Hằng, đi lên trên phòng đi để giải thích với chú. Tôi không muốn nghe cậu giải thích cái gì nữa hết. Dạ. Từ bây giờ tôi cấm cậu không được gặp con gái tôi. Cậu nghe rõ chưa? Ba. Anh Cường. Anh Cường. Qua đây. Ba không có ra. Ba làm gì? Ba không có ra. Khỏi nhà tôi mau. Ba không có ra.
có cần tôi gọi công an không hả? Cường. Anh. Dạ con biết rồi chú. Cảm ơn chú. Anh đừng làm như vậy mà. Anh đừng làm như vậy. Anh Cường. Anh Cường. Hằng à, con xin ba mà. Hằng, bà xin con hãy nghe ba lần này thôi. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.